tài vẫn lau bên phải được đi trước, xong rồi đến mình, xong rồi đến màu green thì để bên lau để cho tôi đi trước là sai. Tôi phải đến hello cả nhà, mời cả nhà chúng ta cùng làm đề thi tiếp theo nhé. Họ nói là tại sao mà người già ấy, ê thơ, người già khi họ qua đường ấy, đường này là hoặc Nguy là hiểm. tham gia giao thông chẳng hạn đi, thì là nó thường nguy hiểm hơn người trẻ, là vì mình thấy có chữ là cả cái này thì là cả ba đáp án đều đúng rồi thôi, tức là họ đi chậm, rồi cái thứ hai thì là đánh giá sai tốc độ, rồi thứ ba là họ nhìn kém, họ nghe kém thế thôi. Sẽ đặt trước vượt khi nào Không biết được. Họ nói là mình vượt lên cái xe đạp khi nào, thì giữa bút và cua vơ không đúng, nặng đẻ cua vơ là đúng rồi, mình chỉ vượt sau khi qua khỏi cua vơ là mình vượt. Ở đây chú ý cái xe vàng nó đang đầu ngay giữa đường với cái anh này đang đu ở cửa đấy, thì đáp án một phe kê đuổi LKV có chữ phe đấy là nguy hiểm rồi. Rồi câu thứ hai là cái người ở trên xe đó có thể sprint, tức là nhảy xuống đường chẳng hạn. Cái thứ ba là cái kèn phe ke ôm thao, đúng rồi, cũng phải chú ý cái xe đối diện đi đến. Họ nói thì ở đâu thì được bật văn lịch. có văn lịch, tức là ở số lô bột cùng nguy hiểm là vì kinh đường lên xuống khi tắt đường và khi có xe nằm lại bên đường. Mình đang đi trên đường phố Pháp, có cái xe đỏ đầu người giữa đường nữa. Có người trộm xe. Trong trường hợp này chú ý phía bên trái có một đứa trẻ đang đang đi ra đằng sau xe đó, đi xuống phá ban rồi. Thì cái này thì là đáp án một đúng, Ibrick tầm nhìn không rõ ràng, rồi Kinder, chú ý Kinder phía bên cái xe sánh nhá, sau đuôi xe á. Bụt ăn dừng giữa đường và khách đang lên xuống Tàu điện. tàu điện và đang bật cái phanh sau. Họ bảo là khách lên xuống tàu điện phải để cho người đi ô tô đi qua đà là sai rồi. Không, đáp án hai là không được để ai không được gây tai nạn thì mình được đi bên phải, đi với tốc độ nhanh hơn tốc độ đi bộ là sai luôn, là đáp án hai sai. Tức là chỉ có một đáp án ba đúng nữa thôi, tức là đi được phép đi với tốc độ đi bộ và không được gây nguy hiểm. Khi mình nói chung là chùm video là cảm thấy mệt mỏi thì cái ảnh hưởng đến cái gì, mình thấy là cả ba cái đều đúng. Cái gì cùng quan từ từ Thích ai sáng cùng ai cái sáng cơ văn hay mùng, nhớ là cái này cũng đúng. Rồi cái sự tập trung lái xe thứ hai cũng ảnh hưởng là cũng đúng. Rồi phe suy cơ lịch restion, phe suy giảm cái phản ứng à, ứng chậm là phần là phản ứng phản chậm. ứng chậm đúng không, đúng là mệt mỏi thường phản ứng chậm thật, xử lý chậm đấy, còn là mình gọi là xử lý đấy. Ok, bụt dừng. Họ bụt đã bật văn lịch tức là cảnh báo nguy hiểm rồi, thì mình sẽ được phép di chuyển, được phép là đi với tốc độ đi bộ đi quá khai nên phải phô bay phát ra là sai. Chỉ được phép đi qua nếu như mà không làm ảnh hưởng đến không gây ra tai nạn đúng không. Mình thấy có chữ thun tức là thun nè, Stop. có một cái sau tức là ở trong đường hầm và đang bị tắc đường thôi, thì mình phải bật văn lịch lên đáp án một và đáp án hai thấy có chữ tắc đường mà phe lát sen auto là sai rồi. Ở đây thì vén đèn Quay đầu trong là sai. quay đầu và rời khỏi là sai, tức là phải tắc đường thì chỉ bấm văn lịch. Không được quay đầu.
Không. Đấy như là vi phải đấy, hiểm rồi, nhưng đây anh bảo là quay đầu và thu nơi phải lát sen là sai. Đúng không? Cầm quay đầu mà. Tức là họ bảo mình nên làm gì? Đúng không? Hiểu sai. Ngài phải làm gì khi uy bơ hôi lên hình dịch áp tán với áp khen? Tức là khi mình vượt, họ nói là khi mình vượt ấy, thì mình giữ khoảng cách bao nhiêu là vừa. Thì đáp án một họ bảo là mé nhiều làn đường ấy, thì giữ khoảng cách lớn hơn là sai. Tức là ai nên áo xe, áo rai khen, tức là đúng rồi. Áo rai khen là đủ khoảng cách với người bên cạnh là đủ rồi. Rồi đủ khoảng cách với tất cả những người khác, ta phải có chữ áo rai khen tức là đủ đấy, là được vượt. Tức là nhiều làn đường, đáp án một là đi nhiều làn đường thì phải giữ khoảng cách lớn với người đứng trước lớn hơn, đúng 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 không? Còn hai đáp án dưới thì cứ có áo rai khen, áo rai khen bấm vào. Họ bảo là mình đi trên đường autobahn thì mình nhận được cái shipper nó ở chỗ nào, thì cái này là cả ba trường hợp luôn. Họ nói là cái ken phê ke, tức là đổi diện có bút mình cứ đọc tắt tắt thế thôi, nhặt những từ quan trọng thôi, họ bật văn lịch rồi mình phải xử lý như thế nào. Thì đáp án một là tốc độ, giữ nguyên tốc độ thì là sai rồi. Rồi đi về tốc độ đi chậm đi tiếp, nếu mà nếu thấy người ta muốn qua đường. Trên này có chữ văn, trên đề bài có chữ văn lịch là nguy hiểm thì mà được. Mình vẫn cứ đi qua là không được, có người muốn qua đường mà mình vẫn đi về tốc độ đi bộ đi qua là không được, mình cho họ đi qua là lúc đó mình được đi, đúng không? Tức là đi tốc độ đi bộ và phanh. Họ nói là ở đâu thì mình áo rai khen, tức là đủ upstand khoảng cách với phó pha ren, tức là đối với cái xe đằng trước. Tức là giữ khoảng cách đối với xe đằng trước thì nó có cái tác dụng gì? Đúng không? Có tác dụng là ai sang cũng đe dích là sai, chỉ có giảm nguy hiểm thôi. Giảm nguy hiểm và cái đảm bảo cuối cùng cái nào cũng đúng, for alpha ren. Ở đâu thì họ cấm dừng, thì là ở bài taxi cấm dừng này, được phép dừng nhưng mà dừng à, cái này là cầm, dừng chứ người đầu được dừng ở tức à quên taxi làm gì cuối này nhớ nhầm cái bút. Taxi là cầm đầu nè, rồi ở cái này nữa cũng cấm dừng luôn nè. Ê hai thì anh cấm dừng đúng rồi, đúng không? Cái này cấm dừng ở đúng rồi. Alpha ban cái chữ áo là hầu như là bị đấy. Đúng rồi. Unterscheidung em von Reifen, tức là nói về cái lốp, hơi ở trong lốp à. Reifen der Luft aus. Lốp căng quá anh. Unter sai bên thùng là unter là dưới là đúng không? Thì mình có cái đáp án cái mà tức là nó nói về cái hơi ở trong lốp hơi ấy. Hơi mà giảm đi thì sẽ làm cho lốp bị mòn nè, sẽ làm cho lốp dim su rồi, đúng rồi, lốp mòn. Reifen abrieb, Reifen abrieb, cái này là tăng đúng không? Khí thải rồi, tăng. Khí thải tăng là đúng rồi. Còn tăng luôn. Đây là nguyên liệu tăng. Nguyên liệu tăng, còn khí thải tăng. Khí thải giảm. Khí thải giảm là sai. À, khí thải giảm. Niêm áp là giảm. Đúng rồi. Giống như áp nêm ấy, mình xuống cân gọi là áp nêm. Áp nêm, niêm áp là sai. À. À, xe đỏ đi trước. À, ich muss den grün vorbei lassen. Không đúng, xe đỏ đi trước đến mình để xe xanh đúng không? Đúng rồi. Green là sai, ít lát sơ rột là đúng rồi. Tôi đi trước xe đỏ là sai. Xe bốn đang nằm trên đường phó phát và biển cũng bảo là phó phát nên là mình phải chờ thôi. Xe tải vừa lâu bên phải được đi trước, xong rồi đến mình, xong rồi đến màu green thì để vừa lâu để cho tôi đi trước là sai, tôi phải để bờ lâu
đi trước, đúng rồi. Tôi đi ít đã phó đem bus pha rèn, mình đi được trước xe bus, đúng rồi. À, đây là mình thấy cái biển này là ô tô và nước té ra hoặc là bẩn đường, thì cái này mình nên là ít rồi thơ, tức là mình nên plus lịch giảm tránh lại đi về về cùng cái tê lại của mình. Rồi start with slowly lịch giảm tăng tốc độ, rồi ai nên mức lịch closer up stand, đúng rồi, về dừ khoảng cách rồi về xe đứng trước trong trường hợp này. Họ bảo là chú ý đứng trước phó phát mà có chữ stop nữa, thì ở bên đây mình nhìn thấy là có chữ hai then phó phát cái vé ren là đúng rồi. Phó phát cái vé ren là không đúng, bởi vì nó có chữ stop ở dưới nữa, mình phải kéo nó vào, đúng không? Đúng rồi. Cho nên nó dính vào cái câu đầu tiên là hai phó phát cái vé ren. Stop là phải dừng lại đã. Cầm mất. Họ nói là LKV, nói đến LKV mà được phép chạy tốc độ bao nhiêu ở ngoài đường ngoài ô ấy, 100. Thì là 100 LKV ở đường autobahn này chỉ có 80 đúng không? Nhưng mà ở ngoài cái đường lớn ngoài ô, cái đường này này outshot này này Ausserhard kia xôi tức là 100 đúng không? Tức là mình muốn sử dụng một cái án hay ngơ, cái mỏ kẹo đấy. Thì họ nói là Rigsbee, tức là cái gương sáu của mình ấy, cái gương chiếu hậu của mình ấy, khi nào thì phải mang theo. Thì trong trường hợp này nhớ mèo cho nhanh, khi nào họ nói đến Rigsbee này là cái gương ấy, thì cái gương chiếu hậu của mình ấy thì là mình chỉ cần ấn cái có chữ AL, tức là đáp án ba đấy, có chữ nick AL, tức là mình phải mang theo khi mình không nhìn hết cả hết thấy được đứng sau. Là mình phải mang cái gương đó theo, thì có chữ nick AL là bấm vào. Mình đi vào 100 km ở đường đọc ở đây cái ổ. câu này nhẹ một dãy số này. Đúng cho số to nó bấm. Đúng rồi, nhiều khi chữ lăng quăng ta tái nhìn xuống đáp án thấy ba con số thì chọn con to nhất 800. Khi nào thì mình được phép sử dụng án hay ngư với áo lao brim giờ thì bài áo lao án hay ngư ở đây có chữ áo lao lên bên trên nó có chữ áo lao brim giờ, thì dưới này nó có chữ áo lao brim giờ án hay ngư, đúng rồi. Đứng trên có cái từ đấy thì cùng đứng dưới này cùng bấm vào cái chữ đấy, thế là xong. Cycle mid best thì brim ta sub sang đó, thế là được rồi. Ở đâu thì có thể cái tầm nhìn bị, tức là cái tầm nhìn của mình ấy nó ảnh hưởng, thì là nếu mà cái cân gạt nước trước mặt mình nó bị hỏng này hoặc là bị mòn như thế nào đấy, mình lại có chữ up cái nút sơ là không tốt rồi, rồi là bị phế miết, tức là bị xây xước này, rồi lá lung nó cũng ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của mình này. Anh ấy cái câu này này có án hay ngơ với áo flow bremser thì ở dưới chỉ cần bấm vào là được đúng không, áo flow bremser đúng không? Nhưng mà cái đáp án ba này không đúng à, cyclist vested thì brem đó mid out low bremser cái giữa thì không đúng rồi, so mid out low thôi, chỉ có out low đúng không? Câu này thì cứ trên có anh hay người out low thì dưới nó cũng có cái đó là sao. Ở đâu có thể đột nhiên fast like
À, đột nhiên có người đi vào đường xấu. Đúng không? Đột nhiên đi vào đường xấu thì họ nói là lăng rectionvec. Rectionvec tức là đường phanh kéo dài à? Đường mà xấu thì phanh lại hơn lâu hơn đúng không? Đúng vậy. Rồi mình có chữ phanh đứt tức rai phanh. Cái roi phanh tức là có thể gây ra tiếng động khác đúng không? Tức là đường xấu, đường hỏng chẳng hạn. Cô đúng không? Ok. Phanh đứt tức khác cái này, lốp rai phanh cái roi phanh Có đúng nghĩa là không? lốp vẫn không ăn nó mặt đường. Rồi su Xoay đi. slider un rút có thể là bị trơn trượt nữa này. Rồi. Đi vào đường đoạn đường xấu thì cái gì cũng xấu. Ba kết quả đúng. Mình là một người chủ xe mới thì mình phải chú ý đến cái gì? Thì mình chú ý cái cho là xong cái gì serum này đúng không? Kiểm tra chính thì không có Kiểm gì tra chỉnh thì không cần và cái cuối cùng cũng đúng đúng không? đúng Tức là không câu này là khi mình mua cái xe mới thì mình phải làm gì thì cái có chữ hope untersuchung tức là một cuộc kiểm tra chỉnh là sai vậy thôi. Họ bảo ở đâu thì cấm dừng. Cấm dừng thì ở bên bụt đâu cấm dừng đâu. Nhưng mà ở cái chỗ sắp ở cua vơ này rồi ở đường autobahn này đúng không? Dừng chuẩn bị nhập vào bên phải. Cái xe trắng trước mặt mình nó đang nhảy đen nó muốn nhập vào. Chỗ này mình phải giảm tốc độ thôi. Cái thứ hai mình không làm gì cả mình đi tiếp thì nguy hiểm. Mà cái thứ ba là tăng tốc là sai. Họ thấy mình thấy là giảm nguyên liệu. Grab stop sparen tức là giảm nguyên liệu rồi hóa ra còn bị automatic driver. Trong trường hợp này thì mình thấy có chữ kick down này đúng không? Đúng Là rồi, chọn vào kick down là chữ xong. kích ra thôi. Tức là trong hơn 1.000 câu hỏi thì chỉ có một cái câu này nó dính chữ kick down thì chúng ta chỉ cần bấm vào kick down là xong. Ô xong rồi. Chỉ mấy điểm thôi. Chứ Ui, tôi bạn tin sai tưởng 3 là điểm. Bạn sai 3 điểm. ở đó có nào Em nghĩ có cái câu này mình nhung nhăng ba cái đáp án nhỏ nhỏ số 6 này. ba đáp án nhỏ nhỏ Số 6 này. đúng rồi ba đáp án nhỏ này cái này cũng ngắc này đột nhiên đương xấu thì cái phản ứng của mình dài ra phản ứng phải phản ứng của mình Xử lý tình ở huống đâu dây tròn vách đương phánh à ở đâu dạng cái đó là cái gì đấy xử lý tình huống rectiovec sai một rectiovec cái vớ vẩn rectiovec là tự nhiên đi nhớ kia nó đỡ rồi đó phản ứng dài hơn phản ứng dài hơn à con đường phản ứng dài hơn nào đây phản đường xấu thì không liên quan gì đến phản ứng của con người cả có chứ đường xấu thì đột nhiên nó xấu và mình nói ôi xấu rồi mình cũng nguy hiểm chứ gì nhưng mà nói chung là cái này sai tức là đường xấu thì không liên quan đến phản ứng của mình như thấy đúng nhưng mà họ đúng hơn mình vì họ thầy của mình ok mình phải chấp nhận thôi nếu cả nhà thấy hay thì bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được video mới nha xin cảm ơn cả nhà hẹn gặp cả nhà ở đi thi tiếp theo.